đang mua rồi mắc thưởng của em. Tiền mấy bao đi. Còn ngàn nó bao này bao mùa mẹ. Bao mượn được. Hả? Từ từ, từ từ. Mày có giấc mơ được không chưa? Mở ra mặt kiếm kìa cha. Mày có nói với mày rồi. Tỉnh với người lý tự lòng mày hỏi coi. Mày giấc mơ đi. Còn dám mày làm thiết. Có gì mày? Hả? Tao nói mày, tao nói rồi rồi. Tao nói tự nhiên ha. Có kêu giấc mơ gì ạ? Mày bán nhang mà mặc đồ nổi quá vậy. Mặc đồ chìm bán không lại người ta. Ừ, trên bàn thờ có cái cuốn mà cuốn của ông bà mẹ cậu để lại. Bắt đầu cậu học rồi là cậu có siêu năng lực luôn. Đón thi chắc luôn. Mày dắt mối vòng vòng sớm này ăn chừng 50 ngàn quẻ thôi. Mày mới gì ạ? Mai mốt á mà cậu mà nổi tiếng rồi là không có lấy 50 nữa mà lấy là 500 một quẻ. Mà cậu nói vậy sao không tin? Nhưng mà không tin nói vậy. Hả kệ, tin nó quá không? Nó cứ hoài suy gì đâu. Anh học được cuốn sách trên bàn thờ nhà họ ông bà mẹ anh được có siêu năng lực cô bố coi đâu xuống đó. Tao đón y chang luôn. Hình như mấy siêu nhân mấy người vợ hay gì mấy cái siêu nhân gì một quẻ. Con nói đi, con không tin đâu mà. Nghe là ổng xuống tử mẹ. Có mẹ mày là mẹ tên ba. Mẹ tên mày thử đi, đó mày đi. Đi ra sau mày. Mày thấy món đồ gì mày giấu đi. Tao đón là đi chắc luôn. Chắc không? Mày xuống giấu á, tao kiếm đồ giấu. Ổng, hả? Ổng đón mày đang mặc cái áo luôn á. Mặc cái quần á. Mày cho mày luôn, chắc mày luôn á. Mày bây giờ anh nè, anh che mặt lại luôn nè. Anh che mặt lại nè. Mày rồi. Rồi mày giấu thôi, mày giấu kỹ chưa? Giấu kỹ rồi. Được chưa? Quay qua đó nha. Để rồi á. Đó. Mày tỉnh tỉnh rồi phải không? Tự nhiên là tỉnh siêu năng lực của người ta mày biết cái gì? Là Thiên Đại Thánh nhìn xe trong vòng. Bây giờ chắc là Thiên Đại Thánh quả giấu cái cuồng giấy, trong người mày nữa đúng không? Phải không? Đúng rồi. Vậy thì đúng rồi. Đó thấy không? Không cái này không biết. Lâu tại vậy. Đi đâu làm như mày thiên cái thắng nhưng mà quả vậy này mày không tin mày thử lại đi giờ ngửi thử lại đi hả à. Mày không tin mày thử bây giờ đó ngồi che mặt bây giờ che mắt bạn nè đó thì có mày làm kiếm đi thì làm kiếm luôn nè đó rồi bắt đầu rồi lấy đi rồi lấy nha rồi chưa không rồi bé mày coi đi mày coi kỹ anh mày nè coi siêu năng lực của anh mày nè đó mày coi đi. Được chưa? Rồi, ngủ dưới vậy mày? Trời á. Đóng một mẹ, đóng. Mày im, mày lại đi, để tao dùng siêu năng lực mày. Giống như giống mấy thằng ở cái mấy kỹ bộ tận. Thấy là cái gì? Chơi quýt. Tao chưa bỏ mắt ra luôn á, mày cho bỏ mắt ra, tao bỏ mắt ra nha. Chơi quýt, thấy rồi. Đó, mình thấy anh gì chưa? Không. Nói vậy, tao nói không tin. Mày đi ra hồ ông đề, câu chuyện ở đây. Cái cuốn sách này là trên bàn thờ không vào bãi của cậu. Để lại, ngày hôm qua cậu dở ra ha. Cậu dở ra, xong rồi.
bắt đầu là cậu học xong hết ha, bắt đầu là thi bài luôn, cả nhà tao hết hồn luôn mày, cả nhà tao hết hồn luôn, đưa cái gì tao đón xuống cái đó luôn, nhà tao hết hồn cũng theo thật hơn à, nè không phải không luôn, ông quý đi mà gì hả? Lúc kia mày đi dắt mối đi, tới đây qua cậu coi năm 10 ngàn một đẻ thôi. Cái gì à? Mà khi mà mày tao kia mày dắt mối mà mày. Ô biết rồi, cái tiện hơn chứ kêu lấy mối mẹ của hả? Quá chuẩn luôn. Hiểu luôn. Mày lấy cái túi gà hở không ơi? Lấy cái chỗ. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn luôn hả? Vậy là vậy là mày lên ra. Bây giờ nè, chờ tiếp nè. Không đốt được mẹ này. Đi đi đi. Ông điện thoại mình đúng không? Rồi rồi, lấy đi. Mày vô lấy cái giỏ kia giỏ hơn anh luôn mà bé. Rồi chưa? Vô đi, vô lấy rồi ra. Rồi lấy đi, mày cứ đem ra đây. Cái gì thì cũng đón được hết á. Tao nói mà Nguyễn Hưng này không tin, mày dắt mối sẵn về đây anh coi cho về quẹ. Chưa? Không. Tao nói đâu là chúng đó luôn á. Đâu là đâu không? Đâu là đâu luôn à? Mày coi là gì? Trời ơi là chết. Rồi chưa? Trời ơi con Có gì nè? Con kêu mình nhà hay mình mày. Dù có lắm để cái con nhìn. Có tiền, có tiền, có tiền. Có tiền không? Có tiền. Có tiền có ai có tiền một đâu. Có như thường hả? Trời ơi còn chưa tính nữa. Má, con dùng siêu năng lực mà nó không tin, để con. Bây giờ đối thoại, ok. Bây giờ nó bớt của ai cũng có tiền nữa không? À, không gì cũng bớt tiền chứ mà nó gì thừa. Cũng biết của ông này bây giờ nè. Họ làm thiên lượng mẹ, cũng bớt ông này có tiền rồi. Mày đi em, tao lụm hết cái chỗ này cho mày coi nè. Đừng có coi. Mấy lần, mấy lần. Cái kìm, cắt mốn. Tao thấy rõ ràng không? Quá ổn mày. Tự nhiên con mấy mày đơn thôi nó. Mày nghĩ sao vậy? Bây giờ tôi phải mình. Mày nghĩ sao vậy? Không ngay trước đó không nè. Tao luyện câu rồi. Cái kìm cắt mốn. Đó. Trời ơi. Mấy cái thở này tôi đem theo kìm cắt mốn mày. Điện kìm bình thường. Bình thường. Một người phụ nữ đem theo những món đó nó gọi là bình thường. Còn mày đàn ông mà mày bỏ cái kìm vô tao đóng được mà. Ủa? Mày đàn ông mà mày bỏ cái kìm vô tao đóng không được mà mày chuyện sao vậy? Mày đâu phải phụ nữ đâu. Kìm nào mày phụ nữ à nói. Bỏ cái kìm cho chuyện bình thường. Đúng không Hưng? Có chuyện bỏ phụ nữ. Thôi 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 bây giờ mày im. Mày! Phụ nữ này là có phụ nữ này làm sao được cái đó hả? Thôi bây giờ im đi. Mày chưa tin anh đúng không? Thôi coi mày tâm phục khẩu phục của mày luôn hả? Ok. Để em, tao cho mày tâm phục khẩu phục luôn mà. Nấu được số tiền của tôi không? Đâu, thấy là gì? Thấy là mày là cái thằng mê trai như mày. Mày đừng có giấu anh. Cái gì vậy? Mày đừng có giấu anh, anh thấy luôn rồi. Cái gì vậy? Để chào giúp tao coi cái mặt cái thằng đó lại coi. Đù, quen lắm nha. Quen lắm nha. Quen có quen gì? Má quá. Tấm hình quen lắm nha. Ca sĩ nào mà anh quên tên rồi nè. Mày mê quá hả? Cái gì không? Hình tượng à? Mình gì không? Mình có hình không? Đồ. Thôi tao quên tên này. Nhưng mà cái thằng đó đẹp trai lắm. Thấy là mẹ tên. Mẹ tên thì coi. Dở ra coi. Dở ra coi. Đâu? Bye bye. Đúng không? Cái tấm hình của bà. Mày đâu có qua mặt anh đó bởi vậy. Tao nói mà mày không tin. Má ơi, khi này con chuyển coi này con bối luôn luôn á. Theo, má không còn nói mày không? Đâu cũng coi. Bắt phát bánh chết luôn. Bắt hình đi thải rồi. Thì tao ai thì tự tin hình tao cho. Phải không? Con chuyển anh vậy. Này, cơm đi thải hoàng. Đó, mày thấy đâu? Mày thấy cậu mày chưa? Tao kêu mày đi thật rồi. Mày nghĩ được cái mày thấy rõ không? Không thấy được mày cái chỗ của mày để cái gì đi qua đây cậu coi đầu tiên là bây giờ đi bây giờ ngon món gì con có gì lại đi đây bao nhiêu tiền đúng không con coi cái chuyện bao nhiêu tiền mà biết rồi mà bây giờ tôi nhìn thấy bên kia kìa thấy nó trong mình luôn đúng không giờ này nó ngủ cái sao vậy bé giờ này nó ngủ cái sao vậy ngủ gì cha con chấm giờ luôn á
nó vô thì thấy cái lúc cái quần này, cái này màu đỏ đỏ sáng sáng đúng không, còn bên trong là đặt một màu đỏ luôn. Tao chứ giờ luôn mấy ơi, tao thấy rồi, tao báo nghe tao hả, có đèn nữa, có đèn nữa. Nhìn xuyên quá luôn. Thấy là mày đừng đưa cái mặt lên. Mày càng ràng cái mặt con ghê quá nghe. Ôi bộ bác đừng nói rồi, bây giờ tôi hỏi ông nè. Tôi đừng nói cái gì. Nhiên con mày đem giấu thì tao thấy mày nghe. Bữa nay em có siêu năng lực rồi bé ơi. Tao thấy mày tao thấy gớm luôn á. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà chiếu xìu rút quá. Thôi mày dẹp đi. Thôi mày trốn luôn đi bé. Đừng có càng ràng trước mặt không. Giờ cái bây giờ xìu thay. Giờ tôi thì ông nhìn tôi thì tôi hỏi ông nè. Sao mày hả? Anh nói chuyện với bạn có sắc lực anh đó. Anh làm thương nó có nói không? Anh thành công rồi, anh mới nói gần hơn. Kêu hơn mà đi kêu hết sớm lại đây anh cô bố cho một quẻ. Nhìn giờ mấy xã ông nhìn xuyên, lấy áo không ổn ổn nhìn xuyên, cái tô nhìn xuyên được không? Đúng, dạ đi, để mày chờ cái xuyên lên được anh nó hạ xuống anh. Mày thì thấy đưa ra. Gì đâu mà, cái da mà xong rồi, ghê quá bé à. Mày dạ đi. Đồ áo, cứ trần đồ áo, cứ trần đồ áo, cứ trần đồ áo, cứ trần đồ áo. Đi vô đi, vô đi, đi vô đi. Thì chờ hết năng lực đó thì đi ra. Gì mà nào là màu đỏ rồi đen rồi tụi gương nó rướt quá. Rướt không biết là đi chưa, nó đi chưa. Đây là, đây là. Không, không mệt quá. Để anh xả cái năng lực ra cái đây. Thằng bé nó đi càng ngày trước mặt. Thằng bé nó đi càng ngày trước mặt nhìn thì ghê quá mà. Chịu không nổi luôn á. Chờ xả năng lực ra nha Hưng. Chờ, ông xả năng lực ra. Mày đừng có kêu nó lên hơn. Đừng có kêu nó lên, cậu đang xả năng lực ra nha Hưng. Quá, lỡ em xả năng lực xong rồi cả. Hết đi. Đó, thấy ông xả ra. Cậu còn thấy mày không? Cứ rớt quá rồi. Bé ơi, mày dạng đi. Cái gì đó là mình đen, mình còn bỏ gì rớt vậy? Không nói gì đó, lỡ lần xả ra, ông xả, ông xả. Chắc là phải thân, tụi bảo nữa. Mày tao chưa xả xong rồi mày kêu bé lên đi vậy? Ủa, mấy đâu? Tụi mày xả lốt quá, mày đàn ông con trai mà đi chơi cái màu gì mà tiền đỏ lờ mất bên trong còn đen cổ rồi đó. Rồi rồi, xả rồi, xả rồi. Xả đâu rồi, xả đâu rồi. Châu. Xả cứ, tụi làm thì biết mà nghe nổi. Mày gớm quá mày ơi. Tao gớm. Tự nhiên tao kêu mày ngồi. Đúng ra mày phải ăn mặc đàng hoàng cho anh cô bố chứ. Anh có siêu năng lực anh nói mày không tin. Sao hay vậy? Anh học nói vậy. Mà lúc mà chưa thành công con đâu có nói đâu. Lúc mà thành công rồi cũng nói quỷ hương này. Mày ráng theo cậu đi. Bỏ học luôn thôi. Bỏ học luôn. Bỏ học ở nhà trường. Ê có cậu thôi. Thả nó bỏ học rồi kéo dạ tôi đi. Nó cậu thì tôi học con dạ. Nha, đi ông chạy, ông chạy, tôi thấy người ta đi, ông thấy tôi gì nè. Cái này là chuyện này luôn thẳng luôn rồi đó, người. Cái này còn chuyện này thẳng luôn rồi đó, ha. Vậy con ngồi đi kiếm người của mình là. Đúng rồi, con quen biết thầy. Cái mấy con tôi quen biết nhiều lắm. Để mình bắt mối nè, để mình bắt mối làm chút thời gian đúng không? Khi mà mai mốt, cậu nói tiếng lên. Đầu tiên là ăn rẻ nha, ăn 50.000 một quẻ thôi. Mai mốt mà cậu mà nổi tiếng một cái rồi. Ông chạy luôn á. Ông chạy luôn, tôi hướng coi đàn ông tôi nhé. Có rồi đấy. Dẹp mẹ cái con mày. Thì đi chạy luôn, hướng coi đàn ông tôi nhé, coi đàn bà luôn. Hả? Coi đàn bà nó thấy đàn ông đúng sao? Đi thôi, đi bây giờ con ghé qua nha. Rồi nó khai mấy lại vòng vòng sắp này cậu coi cho. Coi đàn bà đúng đó.
Mày mấy cái người này, mấy thiên quần ta lỡ coi mấy đại bài tôi có muốn làm được sao? Chỉ quần ta là coi đàn ông có gì nó không đỡ. Sao muộn ngay vậy? Sao ngay vậy? Sao ngay vậy? Cứ một chuyện giấu mà mẹ cũng biết là ngay trời. Chẳng nhiên bữa nay buồn chặt. Chưa buồn hết, nghe buồn lỗ. Lỗ luôn chốt.